Đây, giăng ma. Hết sức lâu quay được con giăng ma nhỏ đi sơ khô anh em. Màu hơi ửng đỏ nè, màu đỏ đậm. Logo cánh chuồn chuồn, logo mẫu đường mới rồi, năm 14. Đồng này đây là đồng Thường Lạc hay là Thường Thường Thới rồi. Nói chung là của thành phố quen này, quen Hồng Ngự. Của quyền Hồng Ngự đồng thành quyền Hồng Ngự đồng Tháp với chưa có số thành phố. Tấn Đạt rồi. Con này ở đây như con mình nó, con này có nhớ hồi trước mình cũng quay sơ khô với anh lần nè. Đù hồi mãi chắc lừ trời. Sơ khô này đất đúc gơm nha anh em. Đó, ngon lành. Phải rồi, hình như con này mỗi lần có quay hết anh lần. Ở đây có mình con này năm 14 à. Mình sẽ Tấn Đạt nè, má này mua có Tấn Đạt trọn bộ luôn. Rồi, Giang Ma 514, Giang Ma EF 514T. Đọc có chữ T mà sao cái ngờ ngờ tưởng nào dòng này có turbo không, thật ra thì không có. Giang Ma EF 514T sử dụng động cơ Giang Ma 4TNV 88 nha anh em. Cái tầm 88 4 máy đó, công suất là 51. Thường là Giang Ma nó xài tiêu chuẩn châu Âu là 51, rồi đơn vị là BS, chứ không HP nha, nếu mà tính HP thì 50 HP thôi. Đù. Sở đã rồi. Sớ nhẹ ghê luôn. Đang sớ khô cho nên chạy tại chạy cũng sớ lê ga nha anh em. Năm 14 là vẫn còn 3 cấp số. 3 số 3 cấp. 9 tiếng 9 lùi. Tua sớ thì cũng hai tua, 540 và 750. 540 750 thì cái đó là cái số tiêu chuẩn thôi, thật ra nếu mà tính thông số chi tiết thì hôm nay như tới 500 mấy chứ không phải 540 đâu, hơn hơn 540. Năm 14 này thì nó nặng cũng tầm khoảng 1 tấn 6, 1 tấn 5 mấy, 1 tấn 6 á. 4TNV88. 4TNV88 dung tích hình như là 2.2 nha anh em. 2.19 mấy nó làm tròn lên 2.2 được. 4TNV88 này dòng đời mới là nó vẫn còn nằm trên 351 nha. Cũng 51 PS á, 51 ngựa đó. 494 514 351 hình như là 453 nữa, cũng là 4TNV88 luôn. Heo Tết. Chạy quá ngọt trời. Con này còn ngon lành luôn, đây là cái logo đời mới nè, từ năm 14 trở lên mới xài logo này nha anh em. Dưới năm 14 là xài logo chữ Y bình thường. Năm 14 này trở dài lên là xài logo cánh chuồn chuồn vuông dứt này đó. Tấn Đạt, dàn sớ Tấn Đạt, Giang Ma thì Nguyễn Tấn cũng là một đó. Cách cái mương cho nên quay chết hết góc nha anh em, không có qua bển đi quay cặn cặn được. Tấn Đạt dàn sớ độc quyền. Hai chấm một lít gì, 2.2 lít, 2.2 lít nếu mà so ngang với Kubota 5018 thì là 5018 nó lớn hơn, 5018 nó tới 2.4. Tầm 87 này, 88 88 2.2. Coi hai đường ba đường nữa là xong cái ô này. Hết sức lâu mới quay đường còn dằn mà. Đồng ở đây bắt ngát bao la anh em. Vô mùa này sớ khô nhiều lắm mà đồng này chưa có sớ. Mấy đồng này là mấy đồng hai vụ nha. Không có đi bao nhưng mà không có khép kín. Nó lên đường này nữa, đảo lại nó đảo lên đường nữa là xong phiên go này. Coi dàn sới Tấn Đạt này, hôm trước có một bạn chia sẻ với mình cái nét chung của mấy dàn Tấn Đạt này, nếu mà sới sâu rồi là hộp sên nó kêu dữ lắm, hộp sên nó hú dữ lắm.
Hồi trước quay con này là sới khô là tuốt ở ngoài thường thường lạc có mấy phường, bên đó ngoài đó là phường phường thường lạc. Ba năm bảy, ba năm một với 725 thì mới là hai cấp số, bốn số, hai cấp số là 8 tiếng 8 lùi. Không, chữ T. Chữ T nếu mà đọc ở mấy cái dòng máy khác là nó có turbo rồi đó. Nhưng mà không phải, cái dòng nó có chữ T gì, mấy dòng AF 725T, 494T, 514T. Còn dòng IM thì 357A, IMA, IM3, 357A, 351A. Giờ này mới 8, mấy tám phủ dần thường, ở đây đi dần thường ngoài đất thịt. Hồi ngoái này đã chất lượng mâm 13 26, mà trước thì 8 20 hay gì đó. Mình cái nết mình kỳ, đọc thông số là nhớ thông số bánh sau là nhiều, thông số bánh trước không có để ý. Hồi ngoái ngày đã Giang Ma này nước ngoài mấy dòng nhỏ nhỏ rồi cỡ 357 rồi thì người ta xài đi giường nhiều lắm. 357 chưa dài lên á. Như ba tiếp sau 357 là có 359 rồi nữa. Đồng này chưa có gộ, đồng này mới gộ là sới khô nhiều dữ dằn luôn, đồng lớn mà. Đừng cuối rồi nè. Nói về động cơ thì anh em đừng có, nếu mà nói về độ mạnh thì anh em đừng có nghĩ về cái số mã lực, nên theo nghĩ về cái số dung tích á. Số dung tích này là nó quyết định cái độ lực của động cơ. Động cơ nó sinh công nhiều sinh công ít là do cái dung tích. Với lại cũng đừng có quan tâm quá tới cái đường kính piston. Khi nào mà máy máy cùng dòng với nhau á, cùng hạng với nhau rồi đó, thì nên quan tâm tới cái đường kính piston ô. Cái ô này không vuông nha, còn khúc dưới này. Nói ví dụ điển hình để mà so mã lực, ví dụ như cái dòng 50 ngựa là điển hình là mấy dòng đời cổ như là MTZ 50 đó, mà bây giờ đem so với mấy con mà 50 năm mấy 60 ngựa bây giờ rồi, có con nào mà nó mạnh hơn được MTZ 50 không? Tại vì thằng MTZ 50 cái động cơ nó không là 4.7 lít, gần 5 chấm. Bây giờ là điển hình như con này nè, động cơ có 2.2 với 5018, 2.4 thôi mà nó đã đạt được 50 ngựa rồi đó. Cho nên là mã lực càng cao thì cái máy nó càng lanh thôi anh em, chứ không phải là mạnh nha. Mạnh là nên quan tâm tới cái số dung tích với cái mô men xoắn đó, nó sinh công nhiều, nó mà nó mạnh nó lì. Mấy con này mã lực nó cao, nó lanh, nó lẹ, nó hoạt động với tốc độ cao nhanh nhạy hơn. À, còn khúc vuông cái này ô này nè, dính khúc lèo tèo dưới đó đó. Thông cảm với anh em đang cách cái mương cho nên là đó, không có qua được. Mình qua được mình quay bên nó nhiều góc hơn, soi được máy nó nhiều hơn. Đảo lại sơ khúc gì đó. Ba năm bảy, ba năm bảy là máy nó tới 3.0 gần 3.1 lít đó.
Nếu mà so ngang tầm cái dòng 55, 57 đến 60 ngựa thì thằng 357 nó là cái thằng mà có cái dung tích động cơ lớn nhất. 6040, 6040 60 ngựa chứ dung tích nó cũng có 2.4, lên được 60 ngựa là do nó nhờ nó có turbo. Với là một phần thằng 357 tua nó chỉ có 2.4 à. 3.1. 3.1 nó cao hơn cả thằng John Deere 3029 nằm trên 5310, 5055, 65, 75 rồi đó. Cái động cơ nó nằm trên con máy đó một chuyện em, nhưng mà quyết định cái độ lực của con máy lúc chạy á thì nó còn một phần lại thuộc khá là nhiều vô cái hộp số nữa chứ không phải động cơ không. Hộp số mà tỷ số truyền nó lớn thì máy nó chạy chậm nhưng mà xe nó chạy chậm nhưng mà nó mạnh, nó lì, nó lực lắm. Nói chung là nó kết hợp nhiều yếu tố lắm, động cơ rồi hộp số rồi kích thước bánh, chiều dài xe, cái thông số hãng người ta ra đưa ra để cho mình tham khảo để hình dung thôi. Chứ mà nếu so máy nào mạnh máy kia mạnh thì theo như mình nghĩ tốt nhất là nên so thực tế á. Mình nói vậy là tại vì quay nhiều máy cũng khá là nhiều anh em so nó cũng chất quất à. Ồ máy này gì chạy máy thua máy tao kia này nọ rồi gặp máy tao là cho hết khối rồi.